Mới đây, nam ca sĩ Quách Tĩnh Du thông báo chính thức trên trang Facebook cá nhân về quyết định bán chiếc ô tô mới tặng của mình. Được biết, đây là chiếc ô tô mà cách đây vài ngày bị đoàn công tác của quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận dẫn đầu xử lý vì đậu xe vi phạm trên vỉa hè. Theo đó, Quách Tĩnh Du tới một quán cà phê ở gần giao lộ Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dự sự kiện. Anh được nhân viên quán hướng dẫn đỗ xe trên vỉa hè. Tuy nhiên, một lúc sau, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đã bất ngờ xuất hiện, dán niêm phong và cầu chiếc xế hộp của nam ca sĩ về phường. Quách Tuấn Du ngay lúc đó đã xuất hiện, cố gắng giải thích nhưng chiếc xe của anh vẫn bị xử lý vì đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Chàng ca sĩ đành chấp nhận để tổ xử lý vi phạm mang xe của mình đi về. Quách Tĩnh Du mất khá nhiều thời gian di chuyển bằng xe ôm qua nhiều chặng đường mới hoàn thành xong thủ tục nộp phạt theo quy định để được lấy xe về. Đầu tiên, anh phải tới nơi cho thuê xe cầu ở quận 2 để nộp phí cầu xe hết 700.000 đồng. Sau đó, chàng ca sĩ mang hóa đơn đã nộp phí cầu xe về công an phường, trình báo và nhận biên lai phạt. Cuối cùng, anh phải ra kho bạc nhà nước quận 1 đóng phí phạt đỗ xe sai quy định. Sau khi hoàn thành việc đóng phạt, Quách Tĩnh Du được mang xe về. Tuy nhiên, anh cho biết mình bị ám ảnh bởi vụ việc vừa qua nên quyết định bán chiếc xế hộp mới mua được 2 tháng. Chia sẻ về việc này, Quách Tĩnh Du chia sẻ rằng, sau khi bán xe, lúc cần đi đâu anh cũng sẽ dùng phương tiện công cộng như xe ôm hay taxi cho tiện, đỡ phải suy nghĩ chuyện đậu đỗ ở đâu mới không bị phạt. Theo nam ca sĩ, chuyện đi nộp phạt quá phức tạp và mệt mỏi, phải di chuyển qua nhiều quận, nên anh quyết định bán xe cho gọn. Và có thể sắp tới, anh sẽ mua mô tô phân khối lớn, di chuyển cho tiện.